ẩn của bức tranh Mona Lisa, huyền thoại và sự hấp dẫn vô hình. Xin chào các bạn, hôm nay các bạn cùng Lê Hải đi tìm hiểu một bức tranh và sự bí ẩn của nó sẽ như thế nào nhé. Trong thế giới nghệ thuật, bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng mà còn là một biểu tượng về sự bền bỉ và sự hấp dẫn vô hình. Vẻ đẹp của người phụ nữ trên bức tranh đã kích thích sự tò mò và sự ngưỡng mộ của người xem suốt hàng thế kỷ qua. Tác phẩm này không chỉ thu hút bởi nét đẹp hoàn hảo của người phụ nữ trong tranh, mà còn bởi sự lẻ loi và ẩn dụ trong diện mạo của người phụ nữ. Đôi mắt của nàng Mona Lisa dường như đang nhìn vào trực diện với người xem, khiến cho người xem bị lôi cuốn và thu hút vào trong bức tranh. Thêm vào đó, câu chuyện bí ẩn để tạo nên bức tranh cũng là một ẩn dụ và là sự huyền bí để giới khoa học và các nhà nghiên cứu tò mò. Leonardo da Vinci đã mất gần 16 năm để hoàn thành tác phẩm này và đã mang nó đi khắp nơi trong suốt cuộc đời của mình, tạo thêm nhiều điều huyền bí và đặc biệt cho nó. Dù đã có nhiều nghiên cứu và phân tích, bí ẩn xung quanh bức tranh Mona Lisa vẫn tiếp tục là một điều thú vị và gợi cảm cho nhà nghiên cứu và người yêu nghệ thuật. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn vô hình và sức mạnh nghệ thuật trong kích thích tò mò và sự khám phá của con người. Sự mơ hồ trong nét thể hiện của người mẫu, sự lạ thường của thành phần nửa khuôn mặt và nửa kỹ thuật vẽ đầy điêu luyện của đại danh họa Leonardo da Vinci trong bức tranh Mona Lisa đều gây tò mò cực đại cho giới học giả. Đại danh họa Leonardo da Vinci sinh năm 1452, mất năm 1519, được công nhận là một thiên tài toàn năng của thế giới. Ông cũng nổi tiếng là một người rất bí hiểm. Ông thường dùng biểu tượng trong tác phẩm để gửi đi thông điệp. Bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci đã tạo cảm hứng cho rất nhiều nhà phân tích, từ nghệ thuật tới khoa học, từ phân tích quang học tới phân tích tâm lý. Đến nay, sau 500 năm kể từ ngày ra đời, người ta đã khám phá ra 8 bí ẩn trong bức họa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu hết được dụng ý của Leonardo da Vinci. Nếu bạn đứng trước một hình ảnh to lớn bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci, bạn sẽ hiểu tức thì vì sao nàng lại nổi tiếng như vậy. Đó là thứ mà bạn phải nhìn tận mắt. Sau đây là những bí ẩn của bức tranh Mona Lisa. Thứ nhất, mật mã ẩn trong đôi mắt. Theo phát hiện mới nhất của các nhà nghiên cứu, trong mắt nàng Mona Lisa có chứa nhiều hình ảnh và con số. Ở mắt phải của nàng Mona Lisa có ký tự LV, rất có thể đó là một tên viết tắt của Leonardo da Vinci. Còn mắt trái cũng có ký tự nhưng chưa xác định được đó là chữ CE hay chữ B. Ở vòng mắt có số 72 hoặc chữ L và số 2. Bức tranh này đã gần 500 năm tuổi rồi nhưng vẫn còn rất sắc nét. Thứ hai, nụ cười bí ẩn. Theo các nhà nghiên cứu, Leonardo da Vinci đã sử dụng một kỹ thuật ông tự học để pha trộn với các màu sắc sơn dầu, đặc biệt là xung quanh các góc của mắt và miệng của nàng Mona Lisa. Kỹ thuật này được cho là đã tạo ra một ảo giác về nụ cười bí ẩn cho nàng Mona Lisa. Theo đó, khi người xem chú ý vào ánh mắt, sẽ cảm giác như nàng đang cười. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc nhìn xuống làn môi, nụ cười dường như tan biến mất. Thứ ba, cảm xúc gương mặt của nàng Mona Lisa. Năm 2005, để đánh giá trạng thái cảm xúc của khuôn mặt nàng Mona Lisa, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Amsterdam, Hà Lan phối hợp cùng các học giả trường Đại học Illinois, Mỹ đã tính gương mặt của nàng Mona Lisa có một góc độ khoa học hơn. Theo đó, gương mặt nàng hiện lên 83% hạnh phúc, 9% chán ghét và 6% sợ hãi, tức giận là 2%, ít hơn 1% trung tính và 0% ngạc nhiên. Thứ tư, tỷ lệ vàng trên khuôn mặt Mona Lisa. Trong toán học và nghệ thuật, hai đại lượng được gọi là tỷ lệ vàng nếu tỷ số giữa tổng số của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. Từ bức tranh ta có thể thấy khuôn mặt nàng Mona Lisa nằm gọn trong một hình chữ nhật vàng và cấu trúc phần còn lại của bức tranh cũng cấu trúc theo một vòng xoắn ốc. Thứ năm, Mona Lisa có lông mày và lông mi. Năm 2007, theo kết quả nghiên cứu của các kỹ sư người Pháp, bức họa Mona Lisa không phải là không có lông mày và không có lông mi như người ta vẫn thường nghĩ. Sau khi quét scan bức tranh bằng máy ảnh, trong đó sử dụng 13 giải sóng từ tia tử ngoại cho tới hồng ngoại, ông phát hiện đôi mắt của nàng Mona Lisa có nét khác. Bức ảnh cận về đôi mắt trái của Mona Lisa làm lộ ra một nét bút lông trên vùng lông mày của nàng. Sau khi phát hiện điều này, người ta vẫn chưa thể tìm ra dụng ý về Leonardo da Vinci muốn nói khi ẩn giấu nét vẽ về bộ lông mày và lông mi của nàng.
Thứ 6, Mona Lisa là người đang mang thai. Chuyên viên Bruno Motin thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phục chế Bảo tàng cho biết trang phục của Mona Lisa mang rất nhiều điểm nghi vấn. Với phương pháp chụp phản xạ hồng ngoại, bí mật này được vén lên một cách không ngờ. Đó là kiểu áo để lộ đôi vai trần và có những mảnh van rất mỏng bên ngoài chiếc áo này, phủ nhẹ lên bờ vai trái và luôn có phần lưng ghế. Ngoài ra, mảnh van cũng dường như được may với phần viền trên cổ áo, thêu rất khéo và được khoác lên như một lớp áo mặc ngoài. Đến đây thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Kiểu trang phục này rất thịnh hành vào thời phục hưng, một kiểu áo dành cho trẻ em và phụ nữ đang mang thai hoặc vừa mới sinh con. Bác sĩ người Anh Kenneth Key cũng nhận định trong bức ảnh của danh họa thời phục hưng đã truyền tải một trạng thái mãn nguyện của người phụ nữ đang mang thai. Thứ 7, bí ẩn trong đôi tay của nàng Mona Lisa. Một trong những câu hỏi hắc búa trong họa phẩm này là vị trí của cánh tay phải nằm ngang với bụng nàng. Đây là lần đầu tiên có một họa sĩ đặt cánh tay và cổ tay áo của người phụ nữ ở một vị trí như vậy. Em phát hiện thấy màu vẽ ở ngay dưới cổ tay phải hoàn toàn khớp với lớp phủ đầu gối nàng. Vì vậy điều này hoàn toàn có nghĩa cánh tay và cổ tay nàng đỡ một tấm chăn. Mặc dù phát hiện điều này nhưng kỹ sư người Pháp vẫn chưa hiểu thông điệp mà Leonardo da Vinci muốn nói là gì. Thứ 8, hình ảnh động vật xuất hiện phía sau nàng Mona Lisa. Theo các chuyên gia, nếu nối hoàn chỉnh những nét vẽ trong khung cảnh phía sau nàng Mona Lisa và xoay ngược một góc thích hợp, chúng ta có thể thấy hình ảnh đầu của một con trâu, đầu sư tử và khỉ. Nhiều người còn tin rằng còn có một con cá sấu hoặc một con rắn ẩn bên tay trái của nàng Mona Lisa. Cho đến nay, sự mơ hồ trong nét thể hiện của người mẫu sự lạ thường của thành phần nửa khuôn mặt chính là yếu tố góp phần vào sức mê hoặc của bức tranh suốt hàng trăm năm qua. Thứ 9, bức tranh có mức định giá bảo hiểm đắt nhất lịch sử. Khi Mona Lisa ra mắt thế giới vào năm 1962, bức tranh đã nhận được mức định giá bảo hiểm cao nhất được biết đến cho một bức tranh. Theo sách kỷ lục thế giới Guinness, bức tranh được định giá 100 triệu USD thời đó, tương đương khoảng 957 triệu USD năm 2002. Những người xử lý bức tranh đã quyết định không mua bảo hiểm và thay vào đó đầu tư nhiều hơn vào sự bảo mật. Bảo hiểm không phải là một yếu tố phù hợp khi nói đến một kho báu quốc gia như bức tranh Mona Lisa. Thứ 10, bức tranh được vẽ trên gỗ. Không giống như chất liệu canvas thường được sử dụng ngày nay, danh họa Leonardo da Vinci sử dụng một tấm gỗ. Trước thế kỷ 16, gỗ là vật liệu hỗ trợ đắc lực cho họa sĩ và trước năm 1470, vải canvas hầu như không được sử dụng. Nhưng sự lựa chọn phổ biến một thời đã dẫn đến các vấn đề vào khoảng 500 năm sau. Năm 2004, các công nhân tại bảo tàng Louvre từng thông báo rằng phần gỗ bên dưới kiệt tác Mona Lisa đã bắt đầu lõm xuống, khiến bức tranh bị cong vênh. Gỗ hấp thụ nước giống như một miếng bọt biển, khiến chất liệu này thay đổi hình dạng theo sự thay đổi của độ ẩm. Các bạn thấy đấy, bức tranh nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci có rất nhiều bí ẩn mà đến ngày nay có nhiều nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được. Theo các bạn thì bức tranh nàng Mona Lisa có điều gì bí ẩn? Các bạn hãy cho Lê Hải biết dưới phần bình luận nhé. Và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến bây giờ. Nếu các bạn xem video này thấy hay, thấy thú vị, hãy cho Lê Hải xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn hãy nhớ nhé, Lê Hải, người truyền tải giá trị nghệ thuật.